khi mà mình làm ác á mình có rất nhiều lý do để mình biện hộ ví dụ như tôi cần phải nuôi gia đình tôi cần phải nuôi thân của tôi bây giờ tôi nghèo mà tôi nhiều người họ biện minh nó rất là buồn cười tức là tôi nghèo cho nên là tôi có thể vì cái sự nghèo của tôi tôi có thể làm ác nhưng mà xã hội có ai chấp nhận cái chuyện đó không có ai chấp nhận là à, vì tôi nghèo cho nên tôi đi ăn trộm à, có ai mà nói là à, tại vì tôi nghèo cho nên là tôi ăn cướp rồi tới hồi mà mình đi ra tòa đó mình nói là à, mình biện minh với tòa là à, tại vì tôi nghèo à, cho nên là tòa phải thông cảm cho tôi thì có ai thông cảm giùm không không hề xã hội còn như vậy huống chi là nghiệp ừ. khi mà mình à, tạo cái nghiệp mình không có lý luận à, tại tôi nghèo hoặc mình lý luận là à, tại vì vợ ốm con đau đào có chữa